Ngọc Diễm gọi ngôi nhà là cái duyên của mình. Năm 2019, người đẹp rất mê căn house này, định mua sử dụng nhưng có một khách hàng khác chốt trước cô. Hai năm sau, cô một lần nữa gặp lại nơi này. Mọi thứ vẫn đẹp long lanh nên Ngọc Diễm quyết định tậu nhà về để thỏa niềm mơ ước. Đây là món quà tôi tự thưởng cho mình nhân dịp sinh nhật tuổi 34, sau hơn một năm chăm chỉ và tập trung trong công việc, Ngọc Diễm cho hay. Ngôi nhà tọa lạc ở quận 9 giáp danh quận 2 cũ, nay là thành phố Thủ Đức. Phòng khách được liên thông bếp tạo sự rộng rãi, thoáng đẳng. Ngoài ra, nhà có đến 4 phòng ngủ, một phòng làm việc và tất cả đều được trang bị nội thất cao cấp. Ngôi nhà mang phong cách sang trọng, hiện đại, thể hiện đẳng cấp của chủ nhân. Phía ban công Penthouse có hướng nhìn về tòa nhà 81 tầng, sông Sài Gòn và cả cầu Phú Mỹ, quận 7. Đây là điều mà Ngọc Diễm vô cùng yêu thích và gọi nó là tầm nhìn rộng phòng ngủ mang tông màu trầm, phù hợp nhu cầu nghỉ ngơi. Nhà vệ sinh được thiết kế theo phong cách mở. Ban công rộng rãi có thể làm nơi vui chơi, trồng giao cho gia đình. Hiện do chưa có nhu cầu sử dụng, Ngọc Diễm quyết định cho thuê căn tên house này với mức giá mềm, hỗ trợ mùa dịch. Tôi chỉ mong người thuê yêu quý em ấy cũng giống mình vậy, cô bày tỏ. Ngọc Diễm sinh năm 1987, đăng quang Hoa hậu du lịch Việt Nam 2008 thời gian qua cô vừa hoạt động nghệ thuật vừa tập trung điều hành công ty riêng do đó người đẹp có kinh tế vững vàng anh tuấn